Cảm ơn sự trở lại của quý khán giả để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Thưa quý vị, nhưng nhắc tới du lịch, nhắc tới cảnh quan của thành phố Sài Gòn thì bây giờ chúng ta quay sang với Triều Tiên. Cái đất nước vốn được có cái biệt danh là một đất nước bí ẩn đang kêu gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch. Trước giờ thì Triều Tiên vốn nổi tiếng là luôn có những cái hạn chế dành cho sự tiếp cận từ bên ngoài. Số lượng du khách vì vậy khi mà đến du lịch cũng bị giới hạn và chỉ được phép tham quan các tour được thiết kế sẵn. Thì mới đây nhất thì Triều Tiên muốn khai thác cái khu du lịch núi Cung Gang là khu vực bến cảng phát triển đặc biệt của Triều Tiên. Và hiện đất nước này đang tìm kiếm các đối tác ở nước ngoài đầu tư vào đây với mức kinh phí dự kiến lên đến 20 triệu Mỹ Kim để vận hành một chiếc tàu đến Đông Nam Á và Vladivostok ở miền đông của nước Nga. Và bên cạnh đó thì chính quyền của Triều Tiên cũng cho phép phát triển một cái sòng bạc trên tàu mặc dù cờ bạc bị nghiêm cấm hoạt động trong nước. Họ nói là các tàu cho khách du lịch sẽ có nhiều tiện nghi, vì vậy là khoảng 1.000 hành khách có thể trải nghiệm du lịch an toàn. Đồng thời tuyên bố chính thức cũng cho biết thêm là điều kiện kinh doanh ưu đãi trên tàu sẽ được bảo đảm. Khu du lịch núi Cung Gang được biết nằm gần biên giới với Hàn Quốc và bên cạnh tỉnh Gangwon, nơi Bình Nhưỡng không thành công trong việc phóng thử tên lửa đạn đạo vào hôm tuần vừa rồi. Và hiện Triều Tiên và người dân nơi đây vẫn đang phải chịu những cái chế tài quốc tế nghiêm ngặt. Một báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc cho rằng ước tính là trung bình trong số 5 người Triều Tiên thì có 2 người bị suy dinh dưỡng và 70% dân số phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực. Trong khi đó thì chính quyền của Bắc Triều Tiên thì vẫn đang miệt mài và rất là không bao giờ từ bỏ cái giấc mộng về vũ khí hạt nhân của mình. Họ chỉ có cái đó thì họ mới có thể gọi là dương ngoài và vũ cánh, mặc dầu là những cái gì mà dương ngoài vũ cánh của họ nó chỉ là có thể nói là chỉ là con số 0 hay chỉ nó có vỏ bề ngoài. Và thêm vào với cái tin vừa qua về cái vấn ngành du lịch thì chính Bắc Hàn ngày hôm qua, tức là hôm thứ ba đó, họ cũng đã cho khai trương một cái đường bay mới về hàng không giữa Bình Nhưỡng và một cái tỉnh của Trung Quốc. Rồi họ chụp hình với các chiêu đãi viên như đứng đưa đón khách một cách có vẻ là rất bạch tiệp. Nói đến chuyện này thì chúng ta cũng chả khác gì các nước cộng sản, đặc biệt là Bắc Hàn ngày nay thì hình hài để đưa ra, mặc dù là rất là khó gọi là đói khổ với lại vất vả đời sống như Hoàng Vy vừa nói, chúng ta biết quá rồi, nhưng mà họ vẫn nói rằng họ ngon lành và đầy đủ cho nó. Bây giờ dân đói thế nhưng mà vẫn cho tổ chức cái khu du lịch, nhất là bây giờ lại có tàu để đánh cờ đánh bạc ở trên đó nữa. Thì họ hy vọng là sử dụng những thứ còn sót lại của mình, là cái núi Cung Gang như vậy rất là đẹp, để có thể có thêm kinh phí, và biết đâu không phải là để phục vụ cho đời sống của người dân mà là để phục vụ cho lãnh tụ và những đàn em thân cận, có phải không? Cảm ơn Hoàng Vy và thưa quý khán giả, nhân khi nói đến Bắc Hàn thì chúng tôi gửi đến quý vị một cái thông tin mà có lẽ phải làm cho chúng ta suy nghĩ thêm. Đó là báo cáo của quân đội Trung Quốc vừa cho biết là quân đội của nước này đã có dư khả năng để thông lãnh, hay nói một cách khác để đè bẹp nếu những trận chiến có thể xảy ra ở Biển Đông. Theo một báo cáo nội bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, viết tắt là PLA, mà hãng tin của Nhật Bản Kyodo đã có được, cho biết là Trung Quốc đã giữ một vai trò lãnh đạo trung tâm ở Biển Đông, tức là mạnh, và các đối thủ khác không thể địch được sức mạnh quân sự trội vượt của Trung Quốc trong cái khu vực này. Trong khi Trung Quốc đang ra sức phủ nhận các cáo buộc cho rằng họ đã quân sự hóa ở Biển Đông. Và chúng ta biết cách đây mấy ngày thì ông Lý Khắc Cường khi sang đến Úc Đại Lợi thì cũng đã nói rằng chúng tôi đưa những chiến cụ ra Biển Đông chỉ với mục đích để giúp cho vấn đề trật tự và an ninh hàng hải mà thôi, chứ không có ý đồ về vấn đề quân sự. Kết bản báo cáo của quân đội Trung Quốc, viết tắt là PLA như chúng tôi vừa thưa, là một sự thừa nhận hiếm hoi của quân đội Trung Quốc với những ý định thực sự của họ trong khu vực. Cụ thể là
họ có thể làm sáng tỏ chính sách tăng cường ảnh hưởng quân sự trong khu vực dưới cái vỏ bọc của các hoạt động dân sự như là hàng không tư nhân hoặc là vấn đề tránh bão để cứu giúp những ngư dân, như chúng tôi vừa nói, nhắc lại cái lời nói của ông Lý Khắc Cường khi sang tới nước Úc. Báo cáo do các sĩ quan của hạm đội Hải quân Nam Hải của Hải quân Trung Quốc, và chúng tôi cách đây 3-4 ngày thì cũng đã nói đến cái căn cứ gọi là không phải là tiềm ẩn nữa mà rất mạnh của Hải quân Trung Quốc ở đảo Hải Nam. Họ cho biết là họ có nhiệm vụ duy trì và bảo đảm cái sự hiện diện của quân Trung Quốc ở trên Biển Đông. Các chuyên gia thì cho biết là các dự án xây đảo nhân tạo ở trong đó các đảo của chúng ta như là Trường Sa và Hoàng Sa đã có một cái quy mô rất lớn, giúp cho Trung Quốc có một mức độ nhất định về lợi ích chiến lược. Và thưa quý khán giả, cái bản báo cáo nói rõ như thế này: bị đe dọa bởi các dự án này, những quốc gia có liên quan và các nước láng giềng dường như sẽ không muốn gây ra bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào hoặc là đẩy vào cái thế chiến tranh vì họ không được trang bị, hay nói một cách khác, trang bị quá ít, quá nhiều nạn. Và khi nói đến điều này thì cho chúng tôi được đưa ra một cái câu hỏi: Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao trước cái thông tin là quân đội Trung Quốc đang nắm một cái thế về quân sự trội vượt ở Biển Đông như thế này? Nếu chiến tranh xảy ra thì nước nào, mà như chúng ta vừa nói qua đến là các nước nhỏ đang có trực tiếp liên hệ liên quan đến vấn đề Biển Đông như Philippines, như Việt Nam, như Malaysia, như Singapore, một vài nước ở gần đó, thì nước nào dám đương đầu với Trung Quốc? Hoa Kỳ ở đâu? Hoa Kỳ có dám làm gì không? Thưa quý khán giả, đó là những câu hỏi mà cho đến lúc này có lẽ chúng tôi nghĩ rằng, thì không biết Hoàng Vy nghĩ sao, riêng về Hoa Kỳ thì có lẽ với cái tình trạng như hiện nay thì chúng ta cũng chưa rõ là Tổng thống Donald Trump sẽ không có mặn mà gì. Chúng tôi hiểu như chúng vậy. Chúng ta đã rất kỳ vọng. Chúng ta đã rất kỳ vọng là khi Tổng thống Donald Trump lên chấp chính thì sẽ có những cái biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Và chúng ta cũng rất kỳ vọng là ông Rex Tillerson trong cái chuyến đi công du châu Á vừa rồi cũng sẽ gửi những thông điệp mạnh mẽ nhất đến Trung Quốc. Chúng ta rất hy vọng rất là nhiều và bây giờ cũng chưa có câu trả lời chính thức. Nhưng mà chúng ta thấy là mới đây trong cái chuyến công du này thì ông Rex Tillerson có những lời lẽ rất là hòa nhã với ông Tập, và đặc biệt là khi quay trở về, thay vì sẽ đi dự cái hội nghị bộ NATO, trưởng của NATO thì đã không đi. Dạ, và ông đã cancel cái cuộc họp đó, và về phía của NATO thì các ngoại trưởng cũng lại phải reschedule và xê dịch lại cái lịch trình để mà có thể gặp được ông Rex Tillerson. Thì trước những cái diễn biến như vậy thì anh Mai Tuấn nghĩ sao? Thì như Mai Tuấn vừa thưa đó, là có lẽ chúng ta sẽ không trông đợi được gì, sẽ không được, Hoa Kỳ sẽ không mặn mòi lắm với vấn đề hồ sơ Biển Đông đâu, thưa quý khán thính giả. Nhất là khi ông Tillerson, như Hoàng Vy vừa nhắc qua lại, không đi tham dự với các đồng minh của mình trong khối NATO họp, mà nhất là cái buổi họp đầu tiên giữa một ngoại trưởng Hoa Kỳ với các ngoại trưởng khác của các 28 quốc gia trong khối NATO ở lại Hoa Kỳ để chuẩn bị đón ông Tập Cận Bình, chứng tỏ cho chúng ta thấy là rất có thể, và Mai Tuấn cũng đã nhắc tới một tuần trước, rất có thể trong chuyến đi tới Bắc Kinh của ông Ngoại trưởng Tillerson đã có một cái sự gọi là rào trước đón sau, hay ít nhất là hở ra cho nhau thấy nó như thế nào rồi chăng. Dĩ nhiên chúng ta khi nói đến chuyện này thì chúng ta đều nhớ chuyện là khổ, thôi châu bò đánh nhau thì rồi mũi chết, cho nên rằng và chúng ta cũng thấy là có rất nhiều những cái quan hệ về kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt là trong những cái dự án lớn. Và ngày hôm qua thì anh em chúng tôi cũng có gửi đến quý vị là cái nỗi cám cảnh của giới làm phim Hollywood cũng đã từng lên tiếng nói là bây giờ với cái sự ký kết, cái sự tương tác qua lại giữa Trung Quốc cho nên cũng lũng đoạn cái nền sản xuất phim của Hollywood rất là nhiều. Và mới đây nhất cũng có thông tin là Trung Quốc cũng tính mua lại cái công ty MoneyGram, thì người ta cũng đang e ngại là cái việc mà Trung Quốc sẽ mua MoneyGram như vậy thì người ta sẽ tiếp cận được cái hệ thống dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng. Như vậy thì sẽ có rất là nhiều cái mối lo ngại về an ninh, về thông tin mạng của khách hàng của Hoa Kỳ bị Trung Quốc sẽ và tiếp tục hưởng. Cảm ơn Hoàng Vy. Tiếp tục về trở lại về cái tin mà quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng, có thể nói như vậy, và trong cái thế mạnh ở Biển Đông
thì Nhật Bản có lẽ là quốc gia hiểu rõ cái tình trạng của Hoa Kỳ ở Biển Đông rõ nhất, cho nên chính Nhật Bản đã cho phát xuất cái hàng không mẫu hạm trực thăng Naga lớn thứ hai của Nhật Bản. Nhưng mà cho xuất phát nhưng mà vẫn không không khỏi lên tiếng là trách móc, hờn giận Hoa Kỳ, là đặc biệt là ông Rex Tillerson trong cái chuyến công du vừa rồi đã tỏ ra là quá nhũng nhặn và mềm yếu trước Trung Quốc, thì Nhật đã Bản cũng báo của dạ. Nhật Bản cũng đã nói là ăn phải bã của Trung Quốc cũng là đau lắm thưa quý khán giả. Nhưng mà thôi, chúng ta chờ xem, và nếu như ban nãy Mai Tuấn đặt ra câu hỏi phản ứng của Hoa Kỳ ra sao, và nếu chiến tranh có xảy ra thì chiến tranh có xảy ra toàn diện không, thì có lẽ nhiều nhà phân tích nói là sẽ không có toàn diện đâu, là bởi vì Hoa Kỳ cũng sẽ không có mặt để tham chiến. Nhưng mà những nước nhỏ như là Việt Nam hay là như Phi Luật Tân, nếu có xảy ra thì chỉ một cái nhỏ nào đó thôi, một hai phát súng nổ hoặc là một vài chiếc tàu nào đó chìm, giống như những trận Trường Sa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 đã xảy ra ở ngoài Biển Đông đó, thì thưa quý khán giả, đó là sự thiệt thòi của những nước nhỏ. Bởi vì thực sự ra nếu mà nhìn thoáng qua thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc đã quá mức và không nước nào dám nếu Hoa Kỳ không dám. Dạ, đúng rồi. Quý vị vừa xem phần 2 của chương trình Chào Buổi Sáng, và rất mong quý vị sẽ quay lại sau ít phút dành cho thương mại.